Với sự nổi tiếng nhanh đến bất ngờ của Thông Soái Ca, trên TikTok đã xuất hiện tài khoản lạ tự nhận là vợ Thông Soái Ca với những clip thả thính cực ngọt. Đáng chú ý nhất, clip mới được vợ Thông Soái Ca đăng tải vào ngày hôm qua với nội dung cover lại câu nói "Những thằng khác ngại tán em tại ngán anh" đã thu hút gần 11 triệu lượt xem, 500.000 lượt yêu thích, gần 16.000 bình luận. Theo dõi lời tuyên bố chắc nịch của cô gái, những người khác ngại tán thông tại ngán em khiến cư dân mạng thích thú. Chủ nhân tài khoản không quên nhấn mạnh mấy bạn bớt để thuyền thông của em nha. Trên kênh TikTok cá nhân này, các video đăng tải đều được đính kèm caption thả thính đồng đậm với anh Thông. Tuy nhiên, rất nhiều netizen nhanh chóng nhận ra cô gái xuất hiện trong đoạn video là người Trung Quốc được lấy về ghép lại nhạc cho bắt trend. Mặc dù biết là clip ghép và vợ Thông Soái Ca không hề có thật, nhưng chị gái trong clip vẫn được nhiều cư dân mạng đẩy thuyền với Thông Soái Ca nhiệt tình vì quá xứng đôi. Hai anh chị hợp nhau ở bộ răng hiếm có khó tìm, cùng khuôn mặt có nét phu thê khó chối cãi. Có thể nói là 1 9 1 10, thậm chí tới cả phong cách quay TikTok của cả hai cũng đều rất độc đáo, có 1 0 2 và chẳng giống ai. Thời gian gần đây, TikTok được xem là nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. Tại đây, mọi người có thể thỏa sức sáng tạo, trở nên nổi tiếng chỉ sau một thời gian ngắn. TikTok đang có mặt ở hơn 150 quốc gia với lượng người sử dụng khủng. Do đó, để trở nên nổi bật, một cá nhân phải có những điểm độc lạ, thu hút netizen, và anh chàng có biệt danh Thông Soái Ca là một ví dụ. Với clip đạt gần 32 triệu lượt xem cùng câu nói thương hiệu "Những thằng khác ngại tán em tại ngán anh", Thông Soái Ca, tên thật là Nguyễn Minh Thông, quê quán Hà Nội, đã trở thành một cái tên vô cùng nổi bật trên nền tảng TikTok. Đáng nói, clip "Những thằng khác ngại tán em tại ngán anh" còn trở thành trend TikTok, được vô số hot TikToker khác cosplay lại như Lê Bóng, Long Chun, Đào Lê, Phương Hoa, Jenny Huỳnh, Zona Cương. Điểm chung gây ấn tượng trong các clip của Thông Soái Ca là hàm răng thưa mạ vàng trở thành thương hiệu, diện áo bóng đá của câu lạc bộ Manchester United, mặc quần rách gối, đeo dây chuyền, ngầu theo phong cách hài hước có 1 0 2. Đến nỗi có người còn nhận xét rằng hàm răng vàng làm nên thương hiệu của Thông Soái Ca, hay răng mạ vàng tỷ đô quý giá nhất mà chỉ Thông Soái Ca có được. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuất hiện với vài đàn em bước xuống từ xe sang chảnh, ngông nghênh bất cần. Theo tìm hiểu, TikToker này có tên là Nguyễn Minh Thông, sinh sống tại Hà Nội. Và điều bất ngờ là anh từng nổi lên vào năm 2017, thời điểm công chúa Thủy Tề Tùng Sơn đang nổi đình đám trên mạng xã hội. Lúc bấy giờ, vì bị so sánh quá nhiều với Tùng Sơn, Thông Soái Ca còn ra hẳn clip để dằn mặt những ai cho rằng anh chàng bắt chước đối phương. Những clip của anh không dài, nội dung cũng không quá đặc sắc, thậm chí còn bị nhiều netizen cho là nhảm, song vẫn khiến nhân tình thích thú bởi biểu cảm và nụ cười khó nhầm lẫn. Trong đó nổi bật nhất phải kể đến khoảnh khắc anh ngồi ở quán nước vỉa hè nhưng gọi trà đá 30 triệu, sau đó thưởng thức với phong thái của chủ tịch, hoặc bước vào quán cắt tóc và yêu cầu nhân viên tạo kiểu tóc 60 triệu đồng. Mới đây nhất, anh đăng tải clip được dàn trai đẹp hộ tống bước xuống siêu xe. Chia sẻ clip, anh để lại dòng caption "nay được mấy đệ đưa đi ngắm cảnh" và gắn thẻ tên các bạn của mình, khiến ai nấy xem xong cũng bật cười thích thú. Tranh thủ độ hot, Thông liên tục ra video mới và nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến thắc mắc, không hiểu tại sao giới trẻ hiện tại lại dễ dàng chấp nhận trào lưu không giống ai như thế này. Phải chăng bây giờ con đường trở thành idol giới trẻ lại đơn giản tới vậy? Nhưng có điều, cư dân mạng nếu dễ thích thì cũng dễ chán. Khi có một hiện tượng mạng mới nổi lên, liệu Thông Soái Ca có còn giữ vững được sức hút của mình như hiện nay không?